ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước. Xin kính chào toàn thể bà con cô bác ạ. Chào mừng toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại đồng hành với em trong ngày hôm nay nhé. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho khách hàng xem, cũng như là cô dì chú bác xem một cái mẫu xe gầm cao máy thoáng đến từ thương hiệu của Nhật, rất là bền bỉ và khá thông dụng. Một chiếc xe Toyota Innova bản E được sản xuất năm 2015. Một mẫu xe gia đình sử dụng không dịch vụ, tư nhân chính chủ nhé, một chủ từ đầu sử dụng bạn ạ. Với chiếc xe này được trang bị 3 vùng điều hòa độc lập này, đăng ký 8 chỗ ngồi. Và đặc biệt với chiếc xe này, chủ xe họ đã trang bị cái bộ ghế da xịn sò mọi người nhé. Đấy, chủ xe họ lắp cái bộ ghế da xịn sò ạ. Chứ còn nguyên bản của Innova nó là ghế nỉ. Nhưng đặc biệt chiếc này chủ xe họ đã trang bị cái bộ ghế da xịn luôn. Ngồi đấy ạ, đấy, mọi người xem này. Ở chỗ này thì nó rất là căng nhá, chỗ này thì gọi là nó hơi nhăn thôi đấy, tại vì là mình ngồi ở chỗ này mà mình chùn xuống này vào mà, nên là cảm giác là hơi nhăn thôi. Nhưng mọi người xem đi ạ, ngồi cái ghế da xịn này nó rất là êm và thoải mái luôn, và dùng thì cực kỳ là bền nhá. Vâng, nếu mà bà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Innova này thì hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397 265 286 ạ. Đặc biệt bà con xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Với chiếc xe Innova 2015 này thì nó sẽ có trang bị đầy đủ những cái tính năng cần thiết, đó là túi khí an toàn này, ABS đầy đủ này. Con chạy thì mang biển 99 Mắc Linh nhé, 99A09420. Form của 2015 đấy thì nó sẽ được trang bị cái đèn này của nó, cái phần na đăng của nó này được trang bị na đăng phay rất là đẹp, lốp rất là dày mọi người nhé. Và bắt đầu từ 2015 trở lên nó sẽ được lên hệ thống xi nhan trình gương. Con này đăng kiểm dài miên man đến tháng 7/2024 vì chủ xe họ mới đăng kiểm. Em mới mua về đây thôi. Đấy. Em mới mua về và chỉ gọi là mất cái tiền đánh bóng thôi mọi người ạ. Đánh bóng chỉ có 600.000 thôi. Và em không phải làm cái gì cả. Đấy. Tất cả máy móc đều vẫn còn nguyên luôn. Xe bán ra em có giấy tờ cam kết cho mọi người là xe thì không bị tai nạn, ngập nước, keo chỉ zin và máy zin mọi người nhé. Đấy, keo chỉ zin, máy zin. Đây mọi người xem cái phần đèn hậu của nó này. Đây, đấy, cặp đèn hậu của nó đây mọi người xem đây. Đây ạ, biểu tượng này. Đây, Toyota đây. Bên đây đây. Đây. Đấy. Tất cả cái đèn này của nó còn nguyên bản đây ạ. Và mọi người xem cái phần chỉ cốp của nó này. Đấy. Đây. Đấy. Biển 99A09420. Nguyên bản của dòng xe Innova bản E thì nó sẽ có cái cảm biến lùi đây ạ. Đây. Sẽ trang bị cảm biến lùi nguyên bản này. Cam lùi là chủ xe họ lắp này. Và đây, chủ xe họ có trang bị cái phần đuôi cá đây ạ. Và bản E bản đủ thì nó sẽ có xích, có gặn mưa đây mọi người nhé. Đây, có gặn mưa đây. Đấy. Đây em quay phần nội thất cho mọi người xem đây ạ. Nội thất này. Với dòng xe Innova được trang bị 8 ghế ngồi, 3 vùng điều hòa đây. Trần thì trang bị trần da 3D rồi. Biểu tượng của Toyota Innova. Đấy. Và một chiếc xe gia đình sử dụng nên bà con cô bác mình nhìn những cái phần táp ly của nó này, rất là đẹp luôn. Và những cái phần keo chỉ của chiếc xe đây ạ. Đây bà con nhìn này. Đấy. Đây. Mọi người xem chỉ sát cạnh cái bao bu lê của nó đây. Đây ạ. Đấy, tất cả đều còn nguyên bản nhé. Và xe gia đình mọi người nghe từ đóng cửa này. Đây ạ. Rất là nhẹ nhàng thôi là đóng cửa vào rồi. Tay nắm mở cửa đã được ốp inox và biểu tượng của Toyota. Đây là bên cánh lái. À, bên cánh phụ đằng trước đây ạ. Những cái phần táp ly này. Đây. Đấy, bọc da đây rồi. Và đây treo gạo chỉ của nó đây ạ. Đây tận sát ở đây đây. Đấy. Cái này chủ xe họ có lắp thêm một cái màn hình Android, có cả cam hành trình là chủ xe lắp nhé. 3 vùng điều hòa độc lập, 2 túi khí an toàn, một bên lái và một bên phụ. Và với chiếc xe này có trang bị cả vèm mưa nữa đấy ạ. Đây biểu tượng Toyota này. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng nhé mọi người nhé. Xe gia đình đây ạ. Nếu bà con mình nhìn cái hệ thống đèn của nó này, rất là sáng luôn, chủ xe đấy rất là giữ gìn. Cặp đèn pha của nó này, đây cặp đèn pha này, và đèn gầm của nó đây, rất là sáng mọi người nhé. Một chủ luôn, tư nhân, không dịch vụ và không taxi.
Bây giờ thì em sẽ tiến vào bên trong và sẽ nổ máy chiếc xe Innova này, quay chi tiết phần máy đi ạ. Đây là nhãn hiệu nhà máy sản xuất này, đây ghế da xịn sò nguyên bản đây. Đây là trang bị cái nút vặn sáng đồng hồ. Vâng, với chiếc xe này đấy ạ, mọi người xem này, order của nó nhé. Nếu nói 13 vạn thì nhiều người người ta cũng nghĩ là chắc là xe chạy nhiều hay là chạy dịch vụ thì nó mới chạy nhiều như này. Thực sự là không đâu mọi người nhé. Vì 2015, năm nay hiện tại là 2023, qua 8 năm sử dụng rồi, thì bình quân mỗi năm nó chỉ chạy có hơn 1 vạn, đó là chuyện rất là bình thường luôn. Đấy, rất là bình thường mọi người nhé. Và đây là nút vặn sáng đồng hồ này. Đây, đấy, đây là tắt này, và đây là mở này. Đấy, order này là order chuẩn, em không tua nhá, em để nguyên si luôn, vì cái này tư nhân một chủ luôn đấy. Nên là mọi người mua với chiếc xe này là yên tâm về phần chất lượng của chiếc xe. Kể cả mọi người xem những phần keo chỉ sát như này đây, đây chỉ cái cánh cửa bên tận bên trong này ạ, còn nó còn chưa động chạm một tí gì cơ đấy. Kể cả nó đây những phần ốc này đây ạ, mọi người có nhìn thấy không ạ? Đấy, tất cả ốc của nó đây, đây đấy. Con này chủ xe đi gọi là bình quân mỗi năm hơn vạn là chuyện rất là bình thường rồi. Đây màn hình đây, đấy, cam hành trình. Thì cái này thì đấy, cái màn này còn đang khởi động. Đấy, nó chưa lên màn đây. Có cả SIM 4G mà mình sẵn sử dụng nhá. Ba vùng điều hòa độc lập, gió trong và gió ngoài. Đấy, AC này. Đây củ số đây, phanh tay đây. Hộc tựa tay và hộp đựng đồ. Và bây giờ thì em sẽ quay phần khoang động cơ. Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Toyota Innova được sản xuất năm 2015 bản E số sàn nhé. Một mẫu xe gia đình sử dụng không dịch vụ. Đây là mọi người xem này, tất cả những cái ốc áp của nó đây ạ. Đấy. Đây keo vách máy của nó đây, mọi người xem đây. Máy nổ êm nhé. Và hiện tại thì điều hòa em đang bật, nên mọi người xem quạt gió này vẫn đang hoạt động này. Đấy. Đây mọi người xem về phần máy đây. Đấy. Hệ thống cục ABS đây. Đặc biệt là con này cabo chưa hạ mọi người nhé. Đây là cabo này. Đấy, tất cả cabo, keo chỉ cabo đây. Đèn này cũng là đèn nguyên bản của nó đấy ạ. Đây. Đấy. Đây E13 này. Đầu răng sắt xi đây. Đây đèn nguyên bản của nó đấy ạ. Cabo chưa hạ mọi người nhé. Đấy. Vâng, 378 triệu đồng cho một mẫu xe gia đình sử dụng Innova. Đấy. Innova bản E 2015. Một chiếc xe Toyota Innova bản E 2015, một mẫu xe gia đình sử dụng và không dịch vụ taxi, với giá bán hiện tại là 378 triệu đồng chứ. Vâng, nếu mà mọi người đang có nhu cầu quan tâm, đấy bà con cô bác mình đang muốn mua một chiếc xe khởi nghiệp, thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số hotline là 0397 265 286. Đặc biệt bà con xem nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.